Sau 2 năm triển khai chương trình một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã được cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai tích cực hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực khi tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động. Cụ thể, toàn tỉnh đã có khoảng 6.000 sáng kiến của đoàn viên, công nhân, người lao động được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, đạt 101% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, có 76% sáng kiến thuộc khối giáo dục, 20% sáng kiến thuộc khối hành chính và 4% sáng kiến thuộc khối doanh nghiệp. Qua giả soát đã có 53 sáng kiến khi áp dụng và thực tiễn đã làm lợi trên 11 tỷ đồng. Phát huy kết quả đạt được, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và phát triển phong trào 1 triệu sáng kiến, qua đó góp phần khuyến khích cổ vũ sức sáng tạo của đoàn viên công nhân người lao động nhằm tạo động lực cho cơ quan doanh nghiệp địa phương có những bước phát triển trong thời gian tới.